Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và trong thời gian trước đó các bạn thì mình đã hứa với các bạn là mình sẽ bán chuột lại đúng không? Đó, thì hôm nay mình sẽ thực hiện lại cái lời hứa đó. Đó, thì nói chung á là cái bầy chuột này mình bán lại là cũng được mấy tháng rồi. Và rất là nhiều bạn ở gần cái khu vực Trà Vinh của mình đặt hàng bên mình cũng khá là nhiều rồi. Đấy, mình có làm một cái video quay giao chuột rồi đó cho các bạn xem đó. Thì sắp tới mình sẽ sắp xếp sẽ quay thêm nhiều cái video hoặc là đi giao hàng giao chuột cho các bạn xem nha. Rồi và quay trở lại với mấy con chuột mà mình bán hiện tại là mình cho sinh sản tại nhà luôn. Và chuột thì nguồn gốc của chuột của mình lấy giống á là lấy từ những chị khách hoặc là những bạn khách gọi là nuôi chuột ở nhà đẻ ra và dư các bạn đó bán lại cho mình. Đó, và mình lấy mình ghép lại và sinh sản ra những cái dòng chuột những con chuột gọi là có sức khỏe tốt nhất và màu đẹp nhất để mà bán lại cho các bạn nha, chứ không phải là nguồn gốc chuột là trôi nổi với các bạn. Cho nên là các bạn nào mà mua chuột bên mình á thì các bạn cứ việc là yên tâm. Thì ở đây á, là mình có khoảng là 10 đến 15 cặp chuột nha các bạn, 10 đến 15 cặp chuột. Và hiện tại thì cái mức mà nó đẻ hàng tháng á, thì không có nhiều các bạn. Đấy, mỗi lần nó đẻ thì khoảng 5-6 con, 7 con mỗi lứa vậy thôi. Ví dụ như cái bầy này thì mình sẽ có hai màu là mỗi bé sóc này nè. Đó. Và nói luôn là mình bán là toàn là hamster winter white nha, dòng winter white hết. Cho nên là các bạn cứ yên tâm, các bạn cứ về mà nuôi thôi và nó sẽ không có cắn. Còn cái dòng campbell á thì giá nó sẽ rẻ nhưng mà các bạn mua về thì nó sẽ cắn các bạn và các bạn không có chơi với nó được. Các bạn đụng với nó thì nó sẽ cắn bạn, dẫn đến việc là cái tay của bạn nó sẽ bị chảy máu rồi các thứ kiểu. Rất là khó. Cho nên là mình chỉ bán dòng Winter White thôi. Còn có nhiều bạn hỏi mình là dòng bia với lại Robo á, thì hai dòng đó hiện tại mình cũng không có bán luôn. Hai dòng đó thì nói chung là cũng kén người nuôi. Vì thế là mình thấy là Winter White là có nhiều bạn nuôi thứ nhất, giá cả ok nhất và nó hiền, các bạn dễ chơi với nó nữa. Cho nên là mình sẽ tập trung vào bán dòng này nha. Cái dòng Winter White này thì hiện tại cái dòng Winter White này thì nói chung là cũng tùy theo lúc nha các bạn. Có lúc thì mình có nhiều màu, có lúc thì mình có thêm trắng sọc, có lúc thì mình có thêm vàng chanh. Còn hiện tại thì giống như hai cái bầy này của mình thì nó có sóc với lại trà sữa là nhiều. Đó. Và về cái giá cả rồi thì ở đây mình nói luôn là mình sẽ không có bán cái giá rẻ được nha các bạn. Tại vì chuột mình nuôi số lượng ít nhưng mà mình sẽ tập trung vào chất lượng nha. Mình sẽ không có tập trung vào số lượng mà mình chỉ tập trung vào chất lượng thôi. Số lượng thì mình không thể nào mà đáp ứng được tại vì cái chỗ mình nuôi nó không có nhiều. Đó, nó cỡ khoảng 10 đến 15 cặp chuột thôi. Đó, và mỗi tháng nó đẻ ra thì khoảng một bầy thôi các bạn. Ở một bầy là cùng, khá là ít luôn. Đó, thì màu chuột thì hiện tại mình có trà sữa với lại sóc nha. Những bạn nào mà gần ở khu vực Trà Vinh nha các bạn, chứ Trà Vinh mình sẽ ưu tiên những bạn ở Trà Vinh, thì mình sẽ chạy xe đi giao cho các bạn luôn, sẵn tiện quay vlog rồi lại đăng video cho các bạn xem luôn. Còn những bạn ở tỉnh lân cận mà mình đi khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi rồi đó, 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng rồi đó, thì mình có thể đi được thì mình sẽ gửi được. Còn không thì mình sẽ gửi xe. Nếu gửi xe thì các bạn phải chạy cái xe các bạn lấy, chứ không chứ shipper, chứ mình không gửi bên shipper được nha. Shipper thì nó chỉ nhận hàng thôi. Còn gửi chuột hay là động vật của đó thì nó khá là khó. Thì các bạn phải chạy ra xe đò hoặc là xe tô châu rồi đó. Xe tô châu nó đi các tỉnh nha các bạn. Bạn phải chạy xe ra nhà xe lấy, chứ không có shipper gửi tận nhà. Và những bạn nào mà ở khu vực Trà Vinh, ở các huyện hoặc là ở Bến Tre, Vĩnh Long rồi đó, đó, những bạn ở tỉnh gần gần như thế thì mình sẽ chạy xe gửi đến tận nhà cho các bạn luôn. Và mình sẽ lấy một cái phí ship nhất định nha. Đó, chứ mình không phí ship nha các bạn. Đó, mình chạy xe đi giao rất là cực. Các bạn nào mà đã xem cái clip đi giao chuột hôm trước của mình là các bạn cũng đã biết rồi đó. Giao đi đường xa khá là cực, cho nên là mình lấy thêm phí ship, tiền xăng với lại một chút tiền công mình chạy đi giao nha các bạn. Rồi, mình quay thêm mấy con chuột hiện tại của mình nè. Trong này thì mình có một hình như là 4 bé trong này nữa, 4 bé cũng đã lớn rồi nha. Và mình nuôi khoảng vài tuần nữa thì nó sẽ đến size trưởng thành nha. Size này thì mình cũng đã có thể bán được rồi, nó cũng có thể là nó cũng đã ăn uống với lại là đầy đủ hết rồi, ăn uống một lông đầy đủ hết rồi, cho nên là mình cũng có đã bán được rồi nha. Đây, đây là con sóc nha các bạn, nhưng mà con chuột mẹ này thì nó cái màu nó bị lai á các bạn, cho nên là có màu xám xám như thế này. Và nó đẻ ra được một con cái màu cũng giống như hệt vậy nè. Đấy. Đó, được một con nha các bạn. Đó, cái màu này thì mình không biết là màu gì, mình đặt đại màu xám khói đi ha. Trời. Cái này là nó nhoi quá, nó gớt nha các bạn. Nhưng mà gớt độ cao khoảng 1 mét thì không sao các bạn.
Các bạn, nhiều bạn hỏi mình là chuột gớt khoảng 1 mét thì có sao không? Thì mình thấy không sao nha, không sao hết. Thì nào mà gớt khoảng 3 4 mét thì mới ảnh hưởng đến con chuột. Đây, một bé màu xám khói, mắt đen, rất là đẹp. Màu xám khói này thì mình bán với giá là 55 ngàn một bé nha. Bằng với màu trà sữa, ổn bằng với màu sóc luôn. Còn trà sữa thì mình sẽ bán là 65 ngàn. Đó. Còn mấy bé trắng hôm bên lòng kia mình có một bé trắng sọc á thì là giá là 70 ngàn một bé. Đó, giá này thì mình thấy là khá là hợp lý, không cao quá và cũng không rẻ quá, tại vì mình bán rẻ là mình sẽ lỗ, cho nên là mình nuôi chuột có chất lượng thì các bạn mua chuột cứ nuôi và yên tâm về sức khỏe của mấy con chuột. Đó, giá nó có cao hơn những cái shop khác một tí, có thể là nó sẽ cao hơn một tí nhưng mà các bạn đánh đổi lại là các bạn sẽ có chuột chất lượng đẹp nha. Rồi, còn đây là mấy cặp chuột mình đang ghép đó các bạn. Có trà sữa. Ở trên thì mình ghép thêm mấy bé gọi là trắng sọc vàng với lại trắng sọc rồi đó. Mấy bào hiếm hiếm đó thì mình ghép thêm. Đặc biệt là mình thấy cái màu trắng sọc các bạn, mấy con chuột trắng sọc thì nó đẻ rất là ít luôn. Đấy, vì thế cái màu đó thì mình sẽ bán giá cao một tí nha. Và chuột thì giá nó sẽ từng theo đợt nha các bạn, từng theo thời điểm. Vì thế là các bạn mua chuột thì nhắn tin vào cái trang Facebook của mình, cái trang đất thú cưng của mình sẽ báo giá trực tiếp chính xác nhất tại thời điểm đó nha. Có thể là hôm nay bé sóc này 55.000 nhưng mà tuần tới hoặc là tháng tới gì đó sóc nó sẽ giảm nha các bạn. Đó thì cũng tùy theo đợt, nếu như mà đợt nào mà sóc nó ra nhiều quá thì mình sẽ bán giá thấp một tí nha. Rồi mình nhắc lại là những bạn nào mà ở khu vực Trà Vinh rồi ha, đó cần nuôi chuột rồi đó thì nhắn cho mình gửi tận nhà cho các bạn luôn. Còn những bạn nào ở xa, ở gần, ở xa thì mình có thể gửi xe hoặc là gần gần mình đi khoảng 1 tiếng rưỡi 2 tiếng thì mình sẽ gửi đến tận nhà các bạn luôn đó, với cái hóa đơn cũng nhất định nha các bạn. Ví dụ như các bạn mua 2 con chuột thì các bạn có thể là gom gom đồ mua thêm thức ăn rồi đó thì mình gửi một lần luôn nha. Chứ có nhiều bạn kêu mình là gửi 1 con chuột thôi mà gửi đi khoảng 1 tiếng rưỡi lần, chạy đi qua Bến Tre mà Vĩnh Long gì lần ấy thì mình không, hoàn toàn mình không gửi được nha. Gửi vậy thì mình không có lời mà mình còn lỗ tiền xăng nữa các bạn đó. Rồi ở trên này thì mình để 2 con bia nè các bạn. Ở trên này thì bia lông xù với lại con bia lông xác. Đây, con bia lông xác. Đó, vì bạn nào mà xem video của mình lâu rồi thì các bạn cũng đã biết rồi. 2 con bia này thì của chị khách mình không có nuôi thì đổi lại thức ăn với mình nha. Đấy, tại nó gọi là hơi bị ú các bạn. Giờ này thì tụi nó ngủ rồi. Buổi sáng thì con chuột này nó ngủ nha. Chuột hamster tất cả các dòng, ngay cả bia. Buổi sáng nó ngủ, buổi tối nó sẽ hoạt động vào ban đêm nha các bạn. Đây, con bia lông xác nè. Con này thì mình mở cửa một tí là nó chạy ra liền các bạn. Cái nhà ở trong này nè các bạn. Đó, hôm trước mình có làm cái video làm nhà cho hamster bằng que đài lưỡi đó. Hiện tại mình vẫn để cho nó ngủ rồi các bạn. Con này thì có một cái là nó chơi đồ chơi hoặc là nó ngủ nhà rồi đó thì nó không có phá nhiều nha các bạn. Đấy, có nhiều con nó phá lắm, mà để mấy cái đồ gỗ vô nó đạp hư hết. Rồi. Rồi, và đây là những cặp chuột. Trên này cũng có. Trên này thì mình để đồ mùng cưa nén nè, với lại giấy lót rồi đó thì mình để trên này đó, để trên này thêm nha. Và qua Tết mình sẽ nhập hàng về thêm nha. Qua Tết thì hàng mình về sẽ nhiều hơn, nhiều mẫu lòng hơn nữa. Hiện tại thì mình vận dụng thức ăn mình có đủ, còn lòng á thì mình sẽ rất là thiếu, rất là thiếu luôn nha các bạn. Lòng cái đồ chơi rồi đó thì qua Tết hàng nó mới về được. Hiện tại Tết thì cửa khẩu đồ nó không cho nhập hàng về nữa, với lại dịch bệnh rồi nhập hàng khá là khó khăn nha. Qua Tết mình sẽ nhập về. Đó. Rồi, hôm nay là một cái video quay mấy con chuột cho các bạn xem. Sẵn tiện nói là mình bán chuột rồi rồi. Đó, có nhiều bạn không biết hỏi mình hoài. Đấy, hôm nay đăng video này để cập nhật cho các bạn luôn. Và sắp tới thì bầy chuột của mình có bé nào đẹp đẹp hoặc là có gì hay hay đó thì mình sẽ quay cập nhật mấy con chuột cho các bạn nha. Đó, giá cả thì mình cũng báo hồi nãy rồi. Đó, thì mình nói chung là hiện tại là mình không có tập trung vào số lượng chuột được, số lượng nhiều được. Đấy, mình chỉ bán những bé gọi là chất lượng nhất. Đó, nuôi thức ăn đồ mình cho nó ăn gọi là bổ nhất để mà ra những màu đẹp nhất. Đó, sức khỏe ok hết nha. Và đặc biệt là mình ghép chuột là không có trùng huyết nha các bạn, cho nên là các bạn cứ yên tâm về nuôi. Giá nó hơi cao một tí so với những shop khác. Và nhưng mà các bạn sẽ đánh đổi lại là về chất lượng chuột, nó sẽ gọi là khỏe mạnh nha. Đó. Rồi, mấy màu này thì cơ bản thôi, trà sữa thôi nè. Mấy bé này rất là hiền, nuôi đến lớn luôn nó vẫn hiền nha. Winter White là nó sẽ hiền, bạn về chịu khó chơi với nó thì nó sẽ đỡ nhát hơn nha. Mấy con chuột nhỏ này thì nó cũng còn hơi nhát nha các bạn, chứ không phải là nó hung dữ nha. Nhiều khi các bạn để tay gần thì nó la lên thôi chứ không có gì hết.
Ở dưới này là mùn cưa thôi. Đấy, mùn cưa thì mình thay định kỳ 2-3 ngày mình thay một lần, đảm bảo sạch sẽ luôn. Dưới này thì để đồ, ăn đồ. Và đặc biệt là mấy con chuột này á, những con chuột nào mà mới sinh sản hoặc là ốm á, thì mình sẽ cho thêm ăn sâu nha. Cho thêm sâu cho nó ăn, thêm dinh dưỡng với lại thức ăn dặm rồi đó. Mình cũng cho thêm thức ăn dặm luôn. Đó, nuôi chuột chất lượng thế mà bán giá rẻ này, nói chung là mình có lỗ thôi. Cho nên là mình không bán giá rẻ được. Mình bán với mức giá là không cao quá cũng không thấp quá nha. Đó. Ở những bạn nào cần mua chuột thì inbox vào fanpage cho mình hoặc là alo số điện thoại của mình 0989555364. Đó. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Các bạn nào mua vật dụng thức ăn đồ thì có thể inbox cho mình luôn. Còn lòng đồ thì hiện tại mình còn khá là ít. Đó, các bạn cần mua lòng hoặc nuôi chỗ nuôi đó thì mình có thể tư vấn các bạn mua thùng nhựa để nuôi nữa. Ở bên mình hiện tại có bán thùng nhựa luôn. Giá cũng khá là hợp lý nha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình nha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.